Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Nay shop mới về một em code rất là hot. Đó là dòng của Jonah Nobin. Thế nên là em sẽ quay để review cho các anh chị và các bạn cùng là tham khảo luôn. Thì cây này thì về cơ bản rất là mới nhá. Code còn rất là đẹp luôn. Em sẽ quay sơ qua để cho các anh chị nhìn. Tem của Jonah đấy ạ. Dòng Jonah Nobin nhá. Gần như mới nguyên. Về cốt nhá, anh chị nhìn này, trên cốt thì anh chị thấy là có một cái đường gọi là cái đường nứt ở trên cốt, nhưng mà không phải là vỡ đâu nhá, vì nó chỉ gọi là nứt trên bề mặt rất là nông thôi. Tức là cái gần như là khi đánh vào thì cái lớp gỗ nó già ấy, thì dẫn đến là khi mà đánh vào thì nó bị gọi là có một vết một chút thôi, nhưng mà cái vết này nó không ảnh hưởng gì nhá. Anh chị nhìn này, đó, em quay gần vào cốt để cho anh chị nhìn, nó không về vào cốt bên trong nhá, chỉ một cái lớp màng rất mỏng ở mặt ngoài thôi, rất rất mỏng luôn, không sơn không vào trong trong gỗ đâu, thế nên là các anh chị hoàn toàn yên tâm, nó chỉ như là một cái đường chỉ thôi, không ảnh hưởng gì hết, chứ không phải lứt vỡ nhá. Bên này cũng vậy, tức là cái gỗ nó già ấy, đó, thì nó có vết nứt thế thôi. Đó, nó giống như một cái đường chỉ, thậm chí là còn không không em sờ này còn không không thấy gì luôn, nó rất là trơn luôn. Đó, vết mờ đường vân của gỗ, giống như là khi mà gỗ già ấy thì nó là có cái vết này thôi, còn cái mặt bên trong thì không hề hấn gì nhá, không vào trong bên trong một chút nào. Đó, các anh chị nhìn này, vẫn nguyên nhá, cây này rất đẹp luôn, cây này rất đẹp luôn, như mới. Đó, dòng Jonah Nobin này thì giờ thì cũng rất là nhiều các anh chị quan tâm tìm hàng second hand nhưng không có. Cái dòng này nó cũng khá là hiếm. Đó, thì shop mới về cây này rất là đẹp. Các anh chị nào mà ưng thì chốt sớm nhé. Cốt rất đẹp luôn. Dán mặt vào thì chơi quá ngon luôn. Anh chị nào có nhu cầu về cốt vợt bóng bàn hay là cần tư vấn nhé, thì liên hệ về shop theo số điện thoại 0983 131 528 ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của shop. Hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở các video tiếp theo ạ.